Cô dạy làm sao? Cô giáo như mẹ hiền. Mẹ hiền té thì các em làm sao? Cười. Trả bài. Nào chúng tôi bắt đầu nào. Hôm nay là thứ mấy các em? Hôm nay là thứ sáu. Trần Thanh. Giỡn em thôi. Chưa, từ từ, em tới em từ từ. Ngày 13 Nhật Anh. Em làm gì vậy? Em 13 ơi. Làm gì xỉu như vậy cứng? Không, hôm nay cô tha. 6 cộng 13 bằng mấy nè? 19. Em học giỏi rồi, ngồi xuống đi. Không có kêu em trả bài. 9 cộng 1 bằng mấy? Bằng 10. Cô không kêu. Và con số may mắn của chúng ta ngày hôm nay là 10 chia 2 bằng 5. Bạn Nguyễn Hoàng Yên Cẩm Tiểu bước lên đây ngay. Khẩn trương nào. Nào bạn Nguyễn Hoàng Yên, hãy cho cô biết thế nào là đột biến gen. Không nha. Lỗ đầu chưa? 1 2 3 4. Xin mời bạn Trần Thanh. Dạ thưa cô, đột biến gen là một chủ... Câu hỏi đó không dành cho em. Câu cho em đó là di truyền là gì? Không nhá. 1 2 3 4. Dê chạy. Nên
nào các em. Hãy dành cho hai bạn Thanh và Yến một tràng pháo tay vì hai bạn đã giành hai con không trong tuần này nào. Chạy theo ngàn ước muốn bay đến nơi xa xôi. Ước mơ của tôi lâu nay vẫn luôn là như thế. Vậy mà sao giờ đôi chân chẳng thể đi. Có thật là sân trường biết nhớ. Biết hôm nay tôi xa nơi đây khép lại. Đại học hết. Chạy theo ngàn ước.